Du lịch Cần Thơ phát triển, đổi thay từng ngày. Tại đây có rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí. Trong chương trình Cần Thơ hôm nay kỳ này, Như Quỳnh sẽ giới thiệu đến quý khán giả một phương tiện tham quan thành phố về đêm rất đặc biệt. Nào, đi thôi! Đến thành phố Cần Thơ, du khách sẽ bị thu hút bởi những chiếc xe điện độc đáo như thế này. Thường mình đi lòng vòng đây, đi tham quan chỗ này, đa số là mình chọn xe điện. Xe điện thì nó đi thoải mái, mát mẻ, mà giá cả thì nó phải chăng nữa, rất là ok. Phục vụ khách rất là tốt, là cái thứ hai nữa, chở đi là nơi đây gió thoải mát, là cảnh đẹp nữa, cho nên nó tôi rất là thích. Công ty Tân Đại Phong, đơn vị đầu tiên đưa xe điện phục vụ du lịch. Ban đầu có 6 chiếc, nay tăng lên 12 mà vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của du khách. Đây là xe điện của anh, xe điện màu xanh, màu chủ đạo của công ty. Nó tự tin cho mình trong nước. Anh hỏi cho em biết là ý tưởng từ đâu mà mình đưa du lịch bằng xe điện? Đi du lịch nước ngoài, Thái Lan rồi đó. Singapore rồi đó, thì anh có ý tưởng là anh xin đầu tư về Cần Thơ. Xe điện này thì nó chạy tốc độ vừa phải, là có 30 km/h. Du khách có thể là đi tham quan thành phố Cần Thơ, có thể là vừa hóng mát, quay phim, chụp ảnh, live stream để xem cảnh quan đường phố mình nó nhộn nhịp sinh động như thế nào, mà đặc biệt là về đêm. Tại vì đêm phố Cần Thơ rất đẹp. Vi vu trên xe điện qua các tuyến đường chính, phố thị Cần Thơ nhộn nhịp, sức sống của một thành phố trẻ đổi thay từng ngày. Quỳnh xin giới thiệu với quý khán giả, đây là đoạn đường Mậu Thân, một trong những con đường mua sắm. Thì ở đây có bán rất là nhiều mặt hàng, từ quần áo, giày dép, túi xách cũng như là các món quà tặng lưu niệm. Đặc biệt là Quỳnh biết là trên đoạn đường này có một cửa hàng chuyên bán các mặt hàng thủ công tên là Quà Tặng Miền Tây. Thì ở đây du khách có thể ghé và mua những cái món quà lưu niệm dễ thương xinh xắn. Anh, xe này có dễ lái không anh? Xe này tương đối dễ, yêu cầu thì có bằng B2 trở lên để mình đã được học qua các trường lớp đào tạo lái xe 4 bánh, lái xe hơi. Anh có thể cho em biết là cái lịch trình xe chạy của mình như thế nào không anh? Có hai cái lịch trình để mình đi. Thứ nhất là từ bờ chợ Bến Ninh Kiều về chợ đêm Trần Phú, chợ đêm Cần Thơ. Mỗi lượt đi mỗi người là 10.000, lượt về 10.000 nữa là 20.000. Còn nếu mà khách muốn đi city tour thì đi tham quan Cần Thơ, đi các tuyến phố, tuyến đường, các chợ. Thì ngoài những cái chuyến đêm thì những cái chuyến mà buổi ngày á, là mình đi đâu thường? Buổi sáng á, thường là khách đi chợ nổi Cái Răng, chiều trưa một tí thì khách có đi khu du lịch Mỹ Khánh, Thị Viện Trúc Lâm, đi đình Bình Thủy. Khi mà khách có muốn dừng lại chụp ảnh để lưu về những kỷ niệm của Cần Thơ hoặc là mua những món ăn đặc trưng của Cần Thơ thì xe cũng có thể dừng lại để cho mình mua. Đây là chợ đêm Trần Phú với rất là nhiều món ăn ngon được chế biến tại chỗ, thật là hấp dẫn quá. Quý khán giả thân mến, sau khi ăn uống thỏa thích, xe điện sẽ chở chúng ta về nơi xuất phát để kết thúc chuyến hành trình khám phá đêm Cần Thơ. Đến đây chương trình Cần Thơ hôm nay xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình kỳ sau.